bàn cái cuốc voi cột 14 đây anh chị em nhé. Đây mẫu voi này là đục tay này, nên các bác có thấy cái họa tiết này bên Phạm Gia Làn nó đục rất là sâu nhé. Trương này là trương liền khối này. Đây anh chị em có thể thấy cái trương này rất là to, liền khối đục tay này. Và cái vách tựa lưng thì bên em cũng làm chảy là 4 phân đục hai mặt. Vách này là vách liền một tấm này, vách liền khối nhé. Một chiếc ghế dài với phần trương là liền khối cột 14, trương đục tay rất là đẹp. Nó khác cái mẫu thông thường, cái trường này rất là cao, trường 14 thì nó sẽ cao hơn 30 cơ, anh chị em để ý này. Cái trường ghế này nó cao to. Và vách thì là vách liền khối đục hai mặt. Đấy. Thì nó sang trọng và đẳng cấp hơn rất là nhiều so với mẫu thông thường trên thị trường anh em thường thấy. Còn cái phần tay ghế đây là cái tay liền khối này, tay liền khối đục voi chiến rất là đẹp.